Gấp xin gửi lời chào đến tất cả cô chú anh chị. Tuần trước, Gấp có chia sẻ với tất cả cô chú anh chị hai căn nhà nằm ở ngay trung tâm tài chính của quận 1 đúng không ạ? Đó chính là căn nhà ở số 27 Hải Triều, được phường Bến Nghé quận 1 ngay dưới chân tòa nhà Bitexco. Và một căn nhà nữa đó chính là căn nhà 31 Nguyễn Công Trứ. Thì hai sản phẩm đấy đều là hai sản phẩm khan hiếm ngay tại khu trung tâm tài chính của quận 1. Và thế thì ngày hôm nay, Gấp sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị một căn nhà nó nằm ở vị trí nào. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem sơ qua về căn nhà đó nhé. Một tuần mới, Gấp sẽ mang một làn gió mới cho cô chú anh chị. Gấp sẽ giới thiệu một căn nằm ở ngay khu vực mà được xem coi như là một Phú Mỹ Hưng thứ hai. Nói đến đây thì cô chú anh chị cũng đã biết được Gấp đang nói ở vị trí nào trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh rồi đúng không ạ? Đó chính là một căn biệt thự nằm ở ngay khu vực Thảo Điền. Bây giờ Gấp sẽ dẫn cô chú anh chị đi đến căn biệt thự này nhé. Ok, thì bây giờ Gấp xin mời cô chú anh chị di chuyển đi đến căn biệt thự mà Gấp muốn mang đến cho cô chú anh chị ngày hôm nay nhé. Let's go thôi. Căn biệt thự ở khu này thật sự ra là một nơi rất là đáng sống luôn cô chú anh chị ơi. Ở phía sau lưng của Gấp đó, đó là một cái công viên và phía đó là sông Sài Gòn nữa. Cho nên là đa phần cư dân xung quanh đây sinh sống á, là họ hay thường di chuyển đến đấy tập thể dục vào buổi sáng và buổi tối. Đến căn biệt thự mà cô chú anh chị muốn xem rồi đây nè. Đó là một căn biệt thự nằm ngay địa chỉ số 14A47 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2. Thì để không mất thời gian nữa, Rob sẽ chia sẻ thông tin sơ qua về căn biệt thự đó như thế nào cho cô chú anh chị cùng xem tham khảo nhé. Bên trong căn biệt thự thì Rob muốn giới thiệu cho cô chú anh chị đầu tiên trước nhất đó là chính là khu vực hồ bơi. Và đặc biệt hơn nữa thì bên trong căn biệt thự của mình có sân vườn trồng cây xanh rất là nhiều, rất là thoáng mát. Đây là một nơi lý tưởng để ở, rất là phù hợp với những cô chú anh chị lớn tuổi. Căn biệt thự có bề ngang là 20m và chiều dài là 47m. Đặc biệt là căn biệt thự này có nở hậu là 26m. Tổng diện tích đất được công nhận là 974m2. Căn biệt thự mà cô chú anh chị vừa nhìn thấy thì hiện tại đang có kết cấu bao gồm một trệt, một lầu và tầng áp mái. Ngoài những thiết kế bao gồm phòng bếp, phòng ngủ và nhà vệ sinh với đầy đủ tiện nghi, thì chúng ta thấy là không gian sống bên ngoài căn biệt thự bao gồm sân vườn thoáng đãng và ngay cả view cô chú anh chị vừa nhìn thấy đấy, thì đó là một sân banh vô cùng là tuyệt vời phải không cô chú anh chị ạ? Cô chú anh chị mới vừa xem thông tin về căn biệt thự đó. Thôi thì bây giờ Gấp sẽ dẫn cô chú anh chị đi đến khu vực bờ sông, khu vực công viên ở ngay sát căn biệt thự này nha. Gấp thật sự rất là thích cái khu vực này và Gấp nghĩ tin là cô chú anh chị sẽ rất là cực kỳ thích luôn, bởi vì khu vực đó mà chúng ta dùng để tập thể dục chạy bộ buổi sáng và buổi tối, hoặc đi dạo dẫn con cháu hoặc là dẫn thú cưng ra đó chơi thì rất là ok luôn đó cô chú anh chị ơi. Thôi bây giờ Gấp sẽ mời cô chú anh chị di chuyển với Gấp đi đến khu viên, công viên đó bao gồm có những gì nha. Ok, chúng ta đi thôi. Ở đây thì đa phần là biệt thự thôi. Và khu này thì vừa ở nè, vừa làm văn phòng công ty thì rất là phù hợp luôn. Và theo như Gấp thấy thì ở khu vực Thảo Điền này thật sự chỉ có vài căn bán thôi. Và cái căn này thật sự là giá thì tính ra so với những căn khác đó mà Gấp biết đó, là giá nó cũng tầm trung, chứ không phải là thuộc dạng giá tốt để cho cô chú anh chị đầu tư. Và tuy nhiên thì đối với những cô chú anh chị khách hàng nào mà mua mà để ở để nghỉ dưỡng ấy, thì đó là lựa chọn rất là tuyệt vời. Mà theo Gấp nghĩ thì chúng ta nên, cô chú anh chị nên xem xét về cái căn đó để mua. Rồi, Gấp đã di chuyển đi đến phía khu vực công viên và khu vực bờ sông rồi. Cô chú anh chị thấy là từ căn biệt thự của mình mà di chuyển tới đây chỉ vài bước à, Gấp mới đi có chút xíu thôi đã tới khu vực này rồi. Thì thôi bây giờ sẵn tiện đây thì Gấp sẽ mời cô chú anh chị đi tới ở chỗ đấy xem có những gì nha. Mời thôi. Ở đây thì đã có được những cái khu vui chơi cho em này buổi chiều á, nếu tại vì Gấp quay cái này là buổi sáng, nếu như cô chú anh chị mà đi buổi chiều thì sẽ thấy rất là nhiều người chạy tập thể dục ở ngay tại chỗ này. Và em bé nè, con nít nè, những trẻ nhỏ nhỏ và thú cưng ra đây chơi rất là đông luôn, cho nên là khu này rất là. Ở phía kia thì cô chú anh chị có thấy là lục bình trôi dưới mé sông không? Cô chú anh chị đi tới theo Gấp sẽ thấy được lục bình trôi.
Đây là bờ sông của sông Sài Gòn. Thì ở đây thì cô chú anh chị thấy là có những chú ngồi câu cá ở đây rất thư giãn, rất là thảnh thơi luôn. Và đây là những khu đu quay chơi này. Đấy. Chơi cũng rất là vui ha. Vừa cho con nít chơi mà mình vừa trông cháu, rồi vừa để cho cháu ông bà mình thư giãn đầu óc nữa. Rất là tuyệt vời. Thôi, bây giờ di chuyển xuống bờ sông đi coi tiếp nha. Gấp thấy chỗ này rất là vui, rất là thích. Với một cái bờ sông Sài Gòn như thế này thì quá là tuyệt vời, nhìn rất là đẹp. Mà cô chú anh chị như mua đầu tư một căn nhà ở ngay tại trung tâm quận 1 hoặc là quận 3 ấy, thì để kiếm một nơi mà tập thể dục như thế này đâu có đâu. Nơi đấy chỉ là nơi để kinh doanh thôi. Thì dòng của bất động sản này, phân khúc này thì rất muốn giới thiệu cho cô chú anh chị ở đầu clip ấy, đó là thuộc dạng biệt thự để mà nghỉ dưỡng hoặc là làm văn phòng công ty của cô chú anh chị. Ok, thì bây giờ nếu như thật sự cô chú anh chị nào mà quan tâm và muốn sở hữu cái căn biệt thự này sớm nhất thì cô chú anh chị hãy liên hệ cho Rớt qua số điện thoại phía dưới màn hình này nha. Rớt là người chuyên mua bán và biết và giới thiệu rất là nhiều sản phẩm bất động sản rất là tốt, và hy vọng Rớt sẽ là người mang giá trị lại cho cô chú anh chị. Rớt tin rằng giá trị mà bất động sản ngày hôm nay Góp giới thiệu cho cô chú anh chị đấy là một căn biệt thự sẽ còn tăng giá trong tương lai rất là nhiều, bởi vì nhà thì có thể là đập đi xây mới lại, tuy nhiên đất thì lại không thể sinh ra được. Và vị trí đất ở ngay tại thổ địa này đang được đầu tư rất là cao, đó cũng là một phú Mỹ Hưng thứ hai mà cô chú anh chị đã từng biết ở bên phía quận 7 đúng không ạ? Thì thổ địa này cũng y chang như vậy. Thì để sở hữu được căn biệt thự này cũng cực kỳ là khó, bởi vì lâu lâu trên thị trường mới có một căn để kêu bán. Vậy thì cô chú anh chị nào sẵn sàng để mua căn biệt thự này, sở hữu căn biệt thự này thì hãy liên hệ cho Rớt. Hy vọng là Rớt sẽ là người may mắn và kết nối để cho cô chú anh chị mua được căn biệt thự này sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.